Thưa quý vị, theo báo cáo của ngành nông nghiệp huyện Tứ Kỳ, tại vùng bảo tồn khai thác rươi cấy của địa phương này cho thu nhập từ 350 đến 450 triệu một hecta một năm, tổng giá trị đạt từ 120 đến 150 tỷ đồng một năm. Để khích lệ người dân nhân rộng mô hình sản xuất lúa hữu cơ kết hợp khai thác rươi cấy bền vững, hướng đến nền nông nghiệp tuần hoàn đa giá trị. Vào sáng nay tại xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã diễn ra cuộc thi gặt lúa. Đây cũng là dịp để các nhà khoa học, nhà quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã và người nông dân trên địa bàn có dịp trao đổi, chia sẻ kỹ thuật, kinh nghiệm trồng lúa dưa hiệu quả, hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh thời gian tới. Dưới tiết trời hơn 40 độ C, những nông dân của các thôn thuộc xã An Thanh và xã Quang Trung của huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã có phần thi hết sức sôi động, tái hiện hình ảnh gặt lúa truyền thống của những người nông dân. Đây là năm thứ hai liên tiếp, lễ hội lúa rươi được tổ chức nhằm khích lệ, động viên tinh thần của những người nông dân trồng lúa hữu cơ, bảo vệ hệ sinh thái. Người dân quê hương chúng tôi tổ chức ra cái hội thi này thì nói chung là cũng để là ôn lại cái truyền thống nét đẹp văn hóa của quê hương chúng ta từ xưa đến nay, nên chúng tôi cũng rất là vui và rất là hồi hộp. Huyện Tứ Kỳ hiện có 8 vùng khai thác thủy đặc sản rươi cấy kết hợp với sản xuất lúa hữu cơ trên diện tích 367 ha. Những năm gần đây, huyện Tứ Kỳ đẩy mạnh các mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, tổ chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm với các công ty doanh nghiệp, hợp tác xã, công ty cổ phần kinh doanh chế biến nông sản Bảo Minh và công ty cổ phần nông nghiệp Thế hệ mới là một trong những đơn vị tham gia sản xuất, bao tiêu đầu ra. Người nông dân được thu mua với giá cao hơn, do đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp một cách bền vững. Và trong liên kết chuỗi thì chúng tôi đo vệ tinh, chúng tôi quy hoạch vùng, thương hiệu là đưa hết sản phẩm về cho công ty trả tiền một lần để bà con yên tâm trồng cây. Thế còn giá bao tiêu thì trong năm nay thì chúng tôi đã hợp đồng với bà con nhân dân thì giá có cao hơn năm trước. Năm nay chúng tôi đang mua tươi tại đầu bờ là giá là 9.500 đồng một kg. Vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ trên vùng khai thác rươi cấy là vùng đất bãi ngoài sông Thái Bình và sông Luộc, thuộc địa phận 8 xã bao gồm An Thanh, Quang Trung, Bình Lãng, Chí Minh, Nguyên Giáp, Hà Thanh. Nhờ kết hợp trồng lúa hữu cơ, vùng bảo tồn khai thác rươi cấy cho thu nhập từ 350 đến 450 triệu một hecta một năm. Tổng giá trị đạt từ 120 đến 150 tỷ đồng một năm với tổng sản lượng 1.500 tấn lúa, 300 tấn rươi. Có những hộ gia đình thì thu được 500 triệu trên một hecta trên một năm. Ngoài cái hiệu quả kinh tế cao ra thì cái hiệu quả về xã hội và cái hiệu quả về bảo vệ môi trường phát triển bền vững thì đây là ba cái giá trị cốt lõi cũng như cái hiệu quả cốt lõi mà tạo ra được trong cái mô hình này. Bên cạnh cuộc thi gặt lúa theo phương thức truyền thống, tọa đàm về sản xuất lúa hữu cơ kết hợp khai thác rươi cấy đã nêu ra những khó khăn, thách thức trong xây dựng hệ sinh thái nông nghiệp hữu cơ. Đây cũng là dịp để những người nông dân được trao đổi, thảo luận, tìm kiếm các phương thức canh tác đạt hiệu quả với các nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách nhằm hướng đến nền sản xuất tuần hoàn, bền vững, khai thác tính đa giá trị trong sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị, với hơn 155.000 ha một năm, Thái Bình là địa phương có diện tích gieo cấy lúa lớn thứ hai vùng đồng bằng sông Hồng. Nếu trước đây gạo Thái Bình chưa có chỗ đứng trên thị trường do quy mô sản xuất manh mún thì gần đây, cùng với sự lan tỏa mạnh mẽ của phong trào sản xuất đại điền, ngành lúa gạo ở Thái Bình đang bước sang trang mới. Dễ dàng cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật canh tác những loại gạo ngon, mô hình trồng lúa đại điền được cho là giải pháp quan trọng giúp cho vùng quê chị 2 năm tấn hướng tới sản xuất lúa theo liên kết chuỗi và bền vững, hiệu quả. Mỗi năm công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Cúc có nhu cầu thu mua hơn 300.000 tấn lúa một năm, nhưng đến nay phần lớn bạn hàng của doanh nghiệp này là nông dân đồng bằng sông Cửu Long. Tham gia vào diễn đàn kết nối doanh nghiệp và đại điền, đại diện doanh nghiệp chia sẻ, nông dân sản xuất quy mô lớn tại Thái Bình cần hình thành những cánh đồng mẫu lớn, chuyên canh một giống chất lượng cao thì mới có thể tiếp cận được các đơn hàng của doanh nghiệp. Điều mong muốn nhất của doanh nghiệp là các đại điền không được phá vỡ kế hoạch khi hai bên đã đạt được thỏa thuận về hợp đồng. Đấy là một điều hết sức quan trọng mà đối với doanh nghiệp, với các đại điền. Mà các đại điền có muốn thành công hay không thì các đại điền phải chấp hành tuyệt đối về các cái chủ trương như hợp đồng đã được ký kết giữa doanh nghiệp và các đại điền. Nhưng tôi nghĩ rằng các đại điền đã có mong muốn như vậy mà doanh nghiệp thì càng mong muốn hơn, thì cái điều đó là tông đầu ý hợp, thì tôi điều đó sẽ là thành công.
Tại Thái Bình, những thửa ruộng rộng 20-30 ha đang xuất hiện ngày càng phổ biến. Năng suất lúa của địa phương đã đạt trên 130 tạ một ha một năm. Con số được đánh giá là cao so với mức trung bình của cả nước. Đặc biệt, các hộ sản xuất quy mô lớn đã cùng nhau tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ Đại Điền, nơi họ chia sẻ thông tin về giống hoặc kỹ thuật giúp tăng năng suất, chất lượng trên cùng một đơn vị diện tích. Lúc đầu là mình làm một mình rất là khó khăn. Đến giờ có câu lạc bộ Đại Điền thì mọi người trao đổi góp ý với nhau về giống lúa này, về máy móc này, về là đạm lân các thứ là rất là tốt. Trên lợi thế sản xuất tập trung chất lượng cao, Thái Bình đã có 20 doanh nghiệp, 4 hợp tác xã có quy mô vừa và lớn áp dụng dây chuyền hiện đại tự động hóa trong xay sát chế biến lúa gạo. Đây là những điều kiện quan trọng để doanh nghiệp xem xét tới việc đặt hàng nông dân Thái Bình sản xuất những đơn hàng lúa gạo lớn, yêu cầu chất lượng cao. Trong cái định hướng của cái chính sách mới này thì sẽ có những cái tác động, sẽ có những cái hỗ trợ mang tính đột phá ở các khâu mà còn đang tồn tại khó khăn để cho những hộ Đại Điền này tự tin tích lũy, tích tụ đất nhiều hơn, và đặc biệt là trong cái hỗ trợ kỹ thuật để cho sản xuất ra những cái nhóm gạo mà chất lượng cao nhất để bán với giá thành cao nhất. Thái Bình đang xây dựng đề án phát triển thương hiệu lúa gạo tỉnh Thái Bình với nhiều cơ chế giải pháp cụ thể nhằm giúp lúa gạo địa phương đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Theo đó, địa phương này đã phát triển trên 35 nhãn hiệu lúa gạo chất lượng cao, tập trung nguồn lực tới năm 2025, sản lượng gạo xuất khẩu đạt trên 40.000 tấn. Một thông tin có tính chất cảnh báo về sức khỏe của trẻ em trong mùa nắng nóng. Thưa quý vị, trưa nay Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM vừa thông tin một bệnh nhi 5 tuổi đã tử vong vào đêm ngày hôm qua do nghi ngờ do bệnh tay chân miệng dựa trên chẩn đoán lâm sàng. Bệnh nhi là một cháu bé 5 tuổi ngụ tại tỉnh Tiền Giang, khai thác bệnh sử trước đó mẹ đã có biểu hiện của bệnh tay chân miệng, được đưa vào một bệnh viện ở tỉnh Tiền Giang, sau đó chuyển lên tuyến trên vì biến chứng nặng. Khi chuyển vào Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM, cháu bé được chẩn đoán là mắc tay chân miệng độ 4 và tử vong sau đó. Hiện thì Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã gửi mẫu sang Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM để xét nghiệm PCR, dự kiến khoảng 1-2 ngày tới sẽ có kết quả. Theo Sở Y tế TP.HCM, số ca mắc bệnh tay chân miệng đến nay trên địa bàn thành phố là 1.670 ca. Hiện thì thuốc Phenobarbital truyền tĩnh mạch cho trẻ mắc tay chân miệng độ 3 và 4 đang thiếu, bệnh viện phải dùng thuốc khác để thay thế. Mở đầu phần tin về thị trường nông sản sẽ là một tin vui với người trồng bưởi trên cả nước. Thưa quý vị, sản phẩm bưởi Phước Bình của huyện miền núi Bắc Ái, tỉnh Ninh Thuận vừa được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng, đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường nước này trong thời gian tới. Bưởi là sản phẩm nông nghiệp đầu tiên của tỉnh Ninh Thuận, được Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phê duyệt và cấp mã số vùng trồng với diện tích 23 ha thuộc xã Phước Bình, huyện Bắc Ái. Mã số này bắt đầu có hiệu lực từ ngày 22 tháng 6 năm 2023. Cục Bảo vệ Thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Ninh Thuận thông báo cho đại diện vùng trồng có mã số được biết để chuẩn bị xuất khẩu bưởi và yêu cầu tuân thủ đúng các quy định của Hoa Kỳ. Xã Phước Bình, huyện Bắc Ái có điều kiện thổ nhưỡng rất thích hợp cho việc trồng bưởi da xanh và xem đây là loài cây trồng chủ lực của địa phương. Tính đến nay, toàn huyện Bắc Ái có 236 ha bưởi được trồng, trong đó riêng xã Phước Bình là 192 ha. Việc bưởi Phước Bình được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu chính ngạch sang Hoa Kỳ là minh chứng cho sự nỗ lực của người dân Phước Bình nói riêng và của ngành nông nghiệp địa phương nói chung. Qua đó tiếp thêm động lực để mở hướng cho các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng khác của tỉnh thâm nhập thị trường thế giới nhiều hơn.